Alo. Dạ em chào chị. Chị cho em hỏi là ở chỗ chị có bán cút mâm xôi hả? Dạ vâng. Ở chỗ em có bán anh ơi. Anh mua nhiều không? À, em mua tầm vài trăm ạ. Dạ. Anh mua hàng loại mấy ạ? Em mua hàng loại 1 đó chị. Tán từ 8 tấc tới 1 mét á. Hàng đẹp, không cháy lá chanh nha chị. Ờ hả? Dạ vâng, hàng đó thì ở chỗ em giá cũng từ 90 tới 100 một giỏ nha anh. Giá tại vườn. Giá cao vậy hả chị? Thì đó là giá bán từ trước tới giờ đó anh. À, cũng tùy nữa ha. Anh mà gặp được vườn nào mà chủ vườn mà bán dễ thì anh mua được như vậy đó. Còn có một số vườn thì người ta bán giá còn cao hơn. Đó là hàng đẹp, không cháy lá chân, tán tròn từ 8 tấc tới 1 mét á. Còn anh mua loại 2 á thì cũng là 80 một giỏ rồi. Vậy hả? Em tưởng đâu 80 một cặp chứ. Ồ giá đó không có đâu anh ơi. Tại ở đây thì em thấy cút mâm xôi bán từ năm nào tới giờ cũng vậy không à. Hàng loại 1 thì khác. Vậy hả? Để em xem lại nha chị. Dạ vâng. Ờ mà chị, có gì không anh? Em thấy cút mâm xôi tiền vốn thì tiền con giống có 1.000 ha. Tiền giỏ 2.000. Tính những cái kia tổng lại tầm có 10.000. Mà sao ở chỗ chị bán mắc dữ vậy? Ờ. Và vâng, làm phải có lời chứ anh. Làm một vốn bốn lời chứ. Tiền vốn có 10.000 thì chỉ ra con giống ở đây đó thôi anh ơi. Chứ không có chăm sóc, không làm gì hết, không phân thuốc nha. Thôi anh đừng chọc em nữa. Rốt cuộc là anh có mua cúc không à? Anh gọi chơi dữ hả? Có chứ, em có mua mà. Năm vừa rồi em mua em thấy bên kia người ta bán có 50.000 một giỏ mà hàng đẹp lắm. Hàng cũng 1m8 tròn cơ. Dạ thì anh cứ tới đó anh mua đi. Chứ ở chỗ em thì có giá đó thôi. Mà giá đó mà anh phải tự đi kiếm, tự đi lội á. Chứ em thì em chỉ báo cái giá đây cho mọi người tham khảo. Ai có mua thì ta mua thôi à. Vậy hả? Vâng. Rồi còn gì nữa không anh? Dạ thôi. Dạ ồ. Chị em cảm ơn nha. Đấy, đó là một cái cuộc video mọi người. Cuộc gọi điện thoại chứ. Lâu lâu thì cũng có người gọi mình hỏi giá cúc mâm xôi ha. Để mình cùng nhân cái cơ hội này để làm video cho mọi người biết cái giá để tham khảo ha. Nói chung là hoa kiểng thì giá nó cũng tùy vào năm nữa. Có năm nào mà hoa mà hiếm thì nó đẩy lên cao được chút. Còn năm nào mà hoa mà nói chung nó hơi chừng lại thì giá nó cũng thấp hơn. Nhưng mà nhìn chung thì cúc bông xôi năm nào cũng nằm ở giá đó. Hàng loại 1 mà tán tròn không cháy lá chân ha, từ 8 tấc tới 1 mét là phải cỡ 90-80 giá tại quên 90 tới 100 giá tại vườn á, một giỏ á mọi người. Đấy, mọi người thấy không, trời thì đang mưa nè. Đó, mưa lớn từ đầu giờ chiều tới giờ là đã gần 4 giờ rồi, trời xấu thế, chiều rồi tối rồi. Nhưng mà các cô vẫn đang lặt đọt cúc đó mọi người. Đây là lặt đọt cúc lần thứ 4 cho cúc mâm xôi hàng năm cơi nhá. Trời thì mưa, nước sông đang lên, mọi người có thấy nước ngập không? Đó, nước ngập. Cây giàn thì nước ngập nó cũng không có sao hết, nhưng mà mình ngồi làm cũng khó chịu lắm mọi người. Đó, làm bông nó cực lắm. Ê, nhà mình cũng vài ngày nữa là lặt đọt cúc ha. Thì nhân có cuộc video thì mình gọi cho mọi người xem cuộc điện thoại chứ, cứ nói cuộc video hoài. Rồi, bye mọi người ha.